Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phong thủy mệnh bích thượng thổ. Thưa quý vị, vấn đề xác định và hiểu bản chất và bản mệnh trong ngũ hành âm dương là một điều rất cần thiết và quan trọng, bởi mỗi một bản mệnh sẽ có những nét đặc trưng riêng biệt, và mệnh bích thượng thổ thì cũng như vậy, mang bản chất riêng và tác động riêng lên cuộc sống của những người thuộc mệnh này. Và xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo về mệnh bích thượng thổ hợp với mệnh gì, mệnh bích thượng thổ hợp với màu gì và hợp với tuổi gì. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1. Khái quát mệnh bích thượng thổ. Thưa quý vị, mệnh bích thượng thổ được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Người mang nạp âm bích thượng thổ phải dựa vào người mà thành sự. Những người sinh vào năm Canh Tý 1960 và Tân Sửu 1961 sẽ thuộc mệnh bích thượng thổ. Đây được xem như là mệnh của sự phúc đức, thành công về mọi mặt trong cuộc sống và gặp được nhiều may mắn. Với mệnh bích thượng thổ thì luôn thể hiện là một người có đạo đức, chính trực, lễ phép, quy tắc. Trong người họ luôn suy nghĩ mình phải làm theo khuôn đạo đức, chính trực với một thái độ tự lập, vui vẻ. Và nếu không làm theo quy tắc ấy mà để sai phạm thì họ luôn cảm thấy ăn năn và hối hận. Cá tính nổi bật của mệnh bích thượng thổ đó là mức độ cân bằng, làm theo những quy tắc nhất định, lập trường, kiên vững, lối suy nghĩ rõ ràng. Họ là những người có công việc ổn định, tâm lý vững vàng, biết yêu thương người khác, yêu và ghét, hai thứ rành mạch rõ ràng. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2. Đặc điểm phong thủy mệnh bích thượng thổ. Thưa quý vị, mệnh bích thượng thổ là một trong những mệnh thuộc hành thổ. Vậy những màu sắc, mệnh và tuổi nào thì có thể hợp được với mệnh bích thượng thổ? Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần A. Mệnh bích thượng thổ hợp mệnh gì? Thưa quý vị, trong ngũ hành, mối quan hệ tương sinh có nghĩa là giúp đỡ, thúc đẩy nhau để có thể vận động không ngừng. Và mệnh có quan hệ tương sinh với mệnh bích thượng thổ chính là mệnh hỏa, hỏa sinh thổ. Bởi hỏa là lửa, lửa sẽ đốt cháy mọi vật thành tro và chuyển hóa thành đất. Bên cạnh đó, bích thượng thổ vẫn kết hợp được với mệnh kim, thổ sinh kim, vì trong lòng đất có kim loại. Tuy nhiên, theo quy luật tương khắc, những người mệnh bích thượng thổ khác với mệnh thủy, thổ khắc thủy, và khác với mệnh mộc, thổ khắc mộc. Quý vị lưu ý, thổ là đất và mộc là cây, cây sống không thể thiếu đất và nước. Tuy nhiên, mệnh bích thượng thổ lại khác với mệnh mộc. Quý vị lưu ý cho vấn đề này, vì mệnh mộc là hàm ý, ức chế, ngăn trở lẫn nhau. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần B. Mệnh bích thượng thổ hợp màu gì? Thưa quý vị, để xác định được cách chính xác màu sắc tương hợp theo bản mệnh, cần phải dựa vào quy luật tương sinh và tương khắc trong ngũ hành. Theo như luận giải ở trên, thì mệnh bích thượng thổ tương sinh với mệnh hỏa, hỏa sinh thổ. Vậy nên mệnh bích thượng thổ rất hợp với màu đỏ, hồng, tím thuộc hỏa, màu vàng thuộc thổ. Ngoài ra, mệnh bích thượng thổ thuộc hành thổ nên sẽ hợp với những màu thuộc hành thổ, gồm các màu nâu đất và vàng sẫm. Khi sử dụng các màu này, mọi người có thể cảm nhận được vẻ tự tin phấn khởi trong cuộc sống cũng như trong mọi công việc. Tuy nhiên, những người thuộc mệnh này cũng cần tránh các màu xanh lá cây thuộc mộc và màu đen thuộc thủy. Những màu này đều bất lợi cho mệnh này, vì thế cần tránh sử dụng để tránh những điều không may có thể xảy ra. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần C. Mệnh bích thượng thổ hợp với tuổi nào? Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta đều rất chú trọng đến việc xem tuổi tác cũng như kết hợp trong các mối quan hệ, với hy vọng mang lại may mắn và sự thuận lợi trong cuộc sống. Và mệnh bích thượng thổ thì hợp với tuổi nào? Thì xin mời chúng ta cùng tham khảo. Mệnh bích thượng thổ hợp với những tuổi sau đây. Đối với năm Tân Sửu 1961, hợp với những người tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi. Những người sinh năm Canh Tý 1960 hợp với những người tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi và Mậu Tuất. Đây là những tuổi rất hợp với người mệnh bích thượng thổ. Do đó, khi kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này thì sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và công danh sự nghiệp sẽ không ngừng được thăng tiến. Tuy nhiên, mệnh bích thượng thổ không hợp với các tuổi sau. Đối với năm Tân Sửu 1961, xung khắc với Tân Sửu cùng tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Mậu Tuất, Ất Mùi. Người sinh năm Canh Tý 1960 xung khắc với các tuổi Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thân. Đó là những tuổi đại kỵ, cần tránh xa các tuổi trên.
chúng ta không nên kết hợp trong mọi vấn đề trong cuộc sống đối với những tuổi trên để tránh những sự xui xẻo có thể xảy ra. Xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị.